Cả nhà ơi, bữa ăn sáng đây rồi ơi này trời, chả muốn nuốt. Đây, một hộp yogurt này, một quả trứng luộc, mới lại mứt, mật ong gì đây. Hôm nay mình mỏi quá, cả đêm. Cái bụng nó khó chịu mà tại sao mổ xong rồi mà mình thấy một bên chân nó vẫn tê tê đau đau, giống như là hay là bác sĩ bỏ quên một bên không không mổ không biết à. Cái dây thần kinh nó vẫn tê tê đau đau, cả nhà ơi mình lo quá mà chả thấy bác sĩ đâu để mà hỏi. Cả nhà ăn, mời cả nhà ăn với mình nhé. Đây này, hôm nay để bảo nó cho hai chai nước này với một bình chè rồi uống thật nhiều không nào. Ôi giời, bị đau bụng mà bị không ấy được. Rồi, mỏi quá, cầu trời khấn Phật mà nó không có vấn đề gì nhưng mà lại nó lại cứ vẫn bị đau xong lại mổ lại lần thứ hai thì mình chết, ngại lắm. Chả hiểu tại sao hôm nay thì một bên chân thì thấy nó buốt nó tê giống như là mình chưa mổ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Hôm nay mình quay này cho cả nhà xem cho vui nhé. Tại vì trong bệnh viện này nó cũng chẳng có cái gì chẳng có cái gì hơn cả. Quay cả nhà xem mình ăn cho vui. Mời cả nhà ăn nhé. Cả nhà ơi, mổ xong rồi mà một bên chân nó vẫn còn tê tê đau giống như là bác sĩ bỏ sót ấy. Mình lo quá, liệu có bác sĩ có bỏ sót không ta cả nhà. Trời ơi, nó một bên phải nó vẫn cứ tê đau như là chưa mổ cả nhà, lo quá cơ. Mà mời cả nhà xem mình ăn nhé, ăn bữa ăn sáng thế này sao ăn nổi. Ăn ở bệnh viện của Đức thì mới chỉ có thế thôi. Chán lắm. Cầu trời khấn Phật mà mọi cái nó xui xẻo chứ không có thế này thì mình chết.